vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý xứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thiện uy đức cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Phật Thầy, kính chân thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài giáo trình trường bộ kinh bài 4 kinh thập thượng Sutta 603, sáu pháp cần phải biến tri. Chúng con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Phật Thầy. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đã quán đổi với thượng tọa giáo đẳng. Thượng tọa giáo đẳng sẽ giảng hôm nay và chúng tôi sẽ giảng vào ngày mai. Hôm nay chúng ta về sát pháp cần phải biết chi. Đó là sáu màu xíu. Thường thì chúng ta nghe nói đến nhãn xíu, nhị xíu, tỷ xíu, thị xíu, tân xíu, y xíu. Tiếng này thì cũng rất là quen thuộc. Vậy thì chúng ta phải biết chi cái gì? Biết chi ở khía cạnh nào? Sáu pháp đó quan trọng gì trong việc tu tập? Hôm nay chúng ta sẽ được nghe thượng tọa giác đẳng dẫn chương, bây giờ hôm nay sẽ giảng bài học này. Bây giờ thì xin mời cô Lâm Thị Nguyệt đọc cho nội dung chính kinh, sau đó xin thỉnh thỉnh tôi nhận giải lễ Nam Mô Phật Thầy. Nam Mô Phật Thầy, dạ sư tôi lành thầy, chúng con kính tri ân thượng tọa Thế Siêu đã dẫn nhập bài học. Bây giờ thì con xin được chánh kinh bài học hôm nay, kinh thập thượng 6.3, sáu pháp cần phải biến tri. Chadhamma bahuhetappa, chadhamma parinyaya, chadhamma bahatappa, chadhamma hanapharidya, chadhamma visesapharidya, chadhamma dapatibuddha, chadhamma upadetappa, chadhamma abhinyaya, chadhamma satikatappa. Có nhiều tác dụng. Có sáu pháp cần phải tu tập, có sáu pháp cần phải biến tri, có sáu pháp cần phải đoạn trừ, có sáu pháp chịu phần tai hại.
Lấy những người quan hệ cầm lấy mic trong rừng không còn nghe được nữa. Dạ, con xin sám hối, rất mít rồi nào, hay. Con xin đọc lại. Sao pháp cần phải biến trì? Có sao pháp có nhiều tác dụng, có sao pháp cần phải tu tập, có sao pháp cần biến trì, có sao pháp cần phải đoạn trừ, có sao pháp chịu phần tai hại, có sao pháp đưa đến thù thắng, có sao pháp rất khó thể nhập, có sao pháp cần được sanh khởi, có sao pháp cần được thắng trì, có sao pháp cần được thắng. Thế nào là sao pháp cần phải biến trì? Sao nội xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, đó là sáu pháp cần phải biến trì. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học pháp sư Giác Giới biên soạn 340 sáu pháp cần biến trì. Parinyayadhamma là sáu nội xứ. Achatikayatana, sáu giác quan để nhận thức đối tượng. Một xứ chất hậu chất hoa yatana là mắt hay thần kinh nhãn giác nhìn thấy. Nhĩ xứ Sota Yatana là tai hay thần kinh nhĩ, giác quan nghe tiếng. Ba tỷ xứ Kha Na Yatana hay thần giác quan ngửi mùi. Mùi xứ Jiu Ha Yatana là nếm vị. Thân xứ Kaya là thần kinh chạm vật. Sao Mana giác quan nhận thức. Sáu nội xứ có chỗ dịch là lục nhập hay lục sạch cũng được gọi quyền như nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, ý quyền. Vì sáu giác quan này có chức năng đặc biệt. Chánh kinh đến đây đại cung thỉnh từ tòa chánh từ y chúc trong bài học hôm nay đã một bức thầy giác. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đảnh lễ Chư Tổ Tiểu Sư, đảnh lễ Chư Thượng Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một ở trong những đặc điểm của Phật pháp đó là mỗi một người tu tập cần hiểu rõ bản thân. Và khi mà mình đề cập đến hiểu rõ bản thân thì thưa quý vị, sự trình bày về sáu xứ mắt tai mũi lưỡi thân ý trở nên rất là quen thuộc, như là chúng ta nghe ở trong giới luật ấy, có vị tỳ kheo có cái phần giới luật gọi là thu thúc lục căn, hay là nhiều khi chúng ta cũng nghe đến chữ phòng hộ sáu căn. Chẳng những vậy mà sự hiểu biết về sáu căn căn lại liên quan đến giáo lý vô ngã. Khi mà chúng ta nói về 12 xứ hay là 18 giới, ở trong rất là nhiều trường hợp đọc ở trong dù là luật tạng, kinh tạng hay là vi diệu pháp, thì tam tạng kinh điển đều
trình bày sự hiện hữu của chúng sanh một cách quen mục, liên quan đến là sự hoạt dụng của sáu giác quan: thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Đạo Phật, ở trong Phật học thì không phải về nói về sáu giác quan này như là một cái nhìn đơn thuần có tác cách là nhân sinh quan về định triết lý, mà sự trình bày và xét giác quan đó bên cạnh những cái phân tích để chúng ta thấy được là con người là tổng hợp của những thành tố như là 12 xứ, 18 giới, thì sáu giác quan, thưa quý vị, được hiểu đó là nơi mà sanh ra nhận thức như là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, ý thức, và cũng là nơi mà cảm thọ khổ ưu hỷ xả sanh khởi, cũng là nơi phiền não sanh khởi. Ngày mai này Tòa Tự Siêu sẽ giảng về sáu ái. Thì một lần nữa, thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại thấy rằng chính sáu nơi đó là nơi mà phiền não sanh khởi. Và sáu xứ đó cũng là một mắt xích quan trọng ở trong giáo lý duyên khởi của Đạo Phật. Vì vậy, nói một cách không sợ sai lầm là dù trong tạng luật, tạng kinh hay tạng vi diệu pháp, dù là trên phương diện pháp học hay là pháp hành, thì đề cập đến sáu căn hay là sáu xứ, nói rõ hơn, một cái chính xác hơn là sáu nội xứ, hết sức là quan trọng. Khi mà thì Tôi Từ Siêu trong phần chú thích đó, có dùng cái chữ nội xứ, thì thứ gì chúng ta biết rằng có tất cả là 12 xứ, 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. 6 nội xứ đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà 6 ngoại xứ là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Chúng ta nói đến căn và nói đến cảnh. Thì khi mà chúng ta nói đến căn, tách biệt khỏi cảnh, thì thưa quý vị, chúng ta đi vào một sự chấp nhận. Đó là không phải tất cả những chi phối nó thường nằm ở cảnh như chúng ta nghĩ. Ví dụ mình nói rằng thích ăn ngon, cái thích ăn ngon đó, nếu mà cứ rõ ràng là chúng ta bị dính mắc một cái vị nào đó, một món nào đó, thì cái đó quả thật là thuộc về ngoại cảnh và sự chi phối của cảnh. Tuy nhiên, khi mà buồn miệng, tự nhiên muốn đi tìm cái gì để ăn mà chưa biết là mình muốn ăn cái gì nhưng mà vẫn muốn đi ăn, thì mình thấy rõ ràng đó là cái nhu cầu, cái thói quen của lưỡi, và lưỡi muốn như vậy. Chưa có một cái cảnh nhất định nhưng mà nó nói với mình là mình muốn tìm cái gì đó để mà ăn. Thì hành giả tu tập biết là vấn đề nó không đơn thuần nằm ở cảnh, mà nó còn nằm ở căn, ở các giác quan của chúng ta. Thật ra chỉ giác quan đó thì chúng tôi dùng tạm ở đây thôi, chứ cũng không có chính xác là chỉ giác quan thì phải thức, thưa quý vị. Sáu giác quan đó là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, ý thức, thì cái thuộc về sáu thức.
Ở đây chúng ta nói đến sáu nội xứ, thì chúng ta nói đến sáu cái căn, đó là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi, thân và ý. Chúng sanh sống ở trong cảnh dục giới, sanh ra đời thì chúng ta có gọi là sắc thần kinh, hay các căn, hay sắc nghiệp, do cái nghiệp chúng ta có các căn lệ thuộc vào chủng loại của mình. Đó là lục nhập, đó là do duyên danh sắc. Danh sắc ở đây ví dụ như là mình sinh làm người, sinh làm chư thiên, sinh làm loài vật, cũng mắt, cũng tai, cũng mũi, cũng thân, cũng ý. Nhưng con mắt của loài người khác với con mắt của loài chó, loài vật. Con mắt của loài người khác với con mắt của chư thiên. Thì yếu tố khắc căn như này đó, nó tương tự như là cũng thời chụp hình, cũng thời cảnh đó. Nhưng mà cái ống kính, cái lens và cái máy chụp hình đó, nó tạo nên sự khác biệt. Thỉnh thoảng chúng ta đọc những cái bài viết mà nói về máy chụp hình, so sánh giữa những cái hiệu khác nhau. Họ để những máy chụp hình này cùng ở trong một góc cạnh, cùng độ ánh sáng, cùng một thời gian, và bấm nút cùng lúc. Thì có những máu, có những máy ảnh đó, nhất là máy điện thoại đó, nó cho chúng ta cái nét sắc hơn. Có cái có nét không sắc, có cái những cái màu này nó nổi bật, có cái sự tương phản nó nổi bật. Thì cái hình ảnh mà có được, mà nó có sự khác biệt như vậy, là nó do cái máy mà ra. Thì cũng tương tự như vậy, cũng thời mùi đó, cũng thời hình ảnh đó, nhưng mà con mắt của chư thiên khác, con mắt của chúng sanh khác, con mắt của loài vật khác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lục nhập là duyên chinh, do duyên danh sắc. Và các căn của chúng ta đó, nó do cái chủng loại ở trong đời này nó tạo nên. Và vì vậy chúng ta nên hiểu rằng các căn không phải con mắt, mà tất cả mọi thứ đều giống nhau hết. Ở một điểm khác, thưa quý vị, khi mà chúng ta đề cập đến các căn gì đấy, thì chúng ta đừng quên rằng nó cũng có một số thói quen, và một số thói quen. Ví dụ như là nếu chúng ta là người sanh ở Mỹ Tây Cơ, hay là ở Thái Lan, hay Ấn Độ. Ấn Độ thì chúng ta nó lưỡi rất là quen với vị cà ri. Thái Lan với Mỹ Tây Cơ chúng ta quen với vị cay. Và khi mà ăn quen vị cay rồi thì không có vị cay mình thấy cơm không có ngon. Nhưng mà có nhiều người không quen vị cay thì thứ gì ăn cay cũng cảm thấy khó chịu, chắc lưỡi hít hà, chảy nước mắt. Và dường như là cái cay đó nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác là cay quá, không muốn ăn cơm nữa. Thì như vậy không phải chỉ có tâm thức, trên phương diện tâm thức mà nó trở thành một thói quen, mà cái thân của chúng ta nó cũng tạo cho chúng ta một thói quen được. Chúng tôi nhớ là cái sự chạm của thân của chúng ta cũng vậy. Có những cái sự xúc chạm mà nó làm cho chúng ta có cảm giác rất là thoải mái. Nhưng mà đối với một số người khác thì cái cảm giác đó là cảm giác hết sức là khó chịu. Thì bây giờ, một đặc điểm trên phương diện pháp hành là một khi mà chúng ta đã có khả năng hướng tâm chú ý chánh niệm đối với sáu căn, thì chúng ta có khả năng quan sát toàn bộ cuộc sống. Tại vì nói cho cùng,
cái gọi là cuộc là một cái sự hoạt động của sáu giác quan, thấy nghe ngửi nếm đụng, chúng ta gọi là mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó tạo nên sáu nghe ngửi nếm đụng. Thì ai mà có thể ghi nhận cả sáu giác quan bằng chánh niệm thì thưa quý vị, xem như vị đó là một vị tướng mà đã canh giữ đầy đủ tất cả các cửa thành. Một cái cảm giác mà cái hành giả tu tập là vị đó hiểu được mình nên canh giữ ở chỗ nào và làm thế nào mà chúng ta không có bị quân địch tấn công, mà ngoài cái sự dự tưởng của mình, ngoài cái sự phòng thủ của mình. Ví dụ như là chúng ta phải canh phòng giặc mà ở một nơi trống trải, mà không có tường, không có hào lũy, không có cổng thành, thì thật sự rất là mệt mỏi. Tại vì bốn phía chúng ta chỗ nào giặc cũng vào được hết. Nhưng bây giờ chúng ta có thành quách, và ở trong thành quách đó thì chúng ta hiểu rằng có những lối vào, có bốn lối vào, có năm lối vào, có sáu lối vào, và những lối vào đó chúng ta có bố trí, thì tương đối là chúng ta sẽ yên tâm được là mình nắm được cái địa hình địa vật, nắm được cái trận thế một cách toàn diện. Cũng tương tự như vậy thưa quý vị, một người tu tập đó, thì nếu chúng ta khéo, chúng ta sẽ tự nhận, tự khám phá ra cái gì là cái làm cho mình dính mắc. Không phải là có mắt tai mũi lưỡi thân ý thì tất cả mọi người đều bị chi giống nhau, bị phiền não giống nhau. Có người thì đặc biệt là bị chi phối bởi con mắt. Con mắt ưa thấy sắc đẹp, ưa nhìn, ưa ngắm, ưa ngó những cái gì khả ái, khả ý. Một phần là do thói quen, một phần là do cái sự cuốn hút của cảnh vật. Bởi vì vậy nếu một người mà tự biết rằng con mắt của mình mà nó dễ bị phiền não như vậy thì chúng ta tập bớt nhìn, tập thu thúc lại. Nói về điểm này thì chúng tôi cũng phải nói rằng ở tại Mỹ đó, người ta có một cái văn hóa mà nhiều khi nó không có tiện cho các vị tu sĩ. Đó là khi mình nói chuyện với ai mà mình tránh không có nhìn thẳng vào họ đó, thì ý này người ta xem như là mình là con người không có thành thật. Tại mình nói chuyện thì người ta gọi là cái eye contact, tức là mình dùng con mắt mình nhìn thẳng, mình ngó vào cái người đối diện, đó là chuyện quan trọng. Nhưng mà ở tại các quốc gia Phật giáo đó, thì một vị tu sĩ mà sống mà thu thúc sáu căn phòng hộ mắt đó, là một điều mà cả quần Phật tử dân gian đều biết. Vị tu sĩ mà đi vào trong làng sống, dù là đi khất thực hay đi bình thường, cũng không có ngó ngang ngó dọc, cũng không có nhìn ngó như là người đời. Người đời thì nhìn đâu thì nhìn, ngó đâu thì ngó. Ngay cả một cái vị tu sĩ mà ở trong giới luật thì không có cố ý nhìn vào mặt cái vị thí chủ. Và mắt á, thì hướng về phía trước, nhưng mà ở cái tầm nhất định. Và nhiều khi vị trí chủ nhân công mình cũng không có nhìn ngó rõ mặt mũi của họ. Và cũng có nhiều cái điều kiện liên quan đến giới luật mà chúng ta nói về sự thu thúc của con mắt. Rồi tay của chúng ta cũng vậy thưa quý vị. Tay của chúng ta thì lại nó có cái nhu cầu là nghe những tiếng hay, kể cả âm nhạc, kể cả tiếng nói. Và
là tiếng nói của người khác phái hay là tiếng nói của những đối tượng của người khác, có đôi khi nó cũng cho chúng ta một cái sự thu hút rất là đặc biệt. Chúng tôi nhớ là nhiều năm về trước, chúng tôi có nghe một người Phật tử làm một số tiền lớn mua vé máy bay từ chỗ tiểu bang mà anh đang ở đó, để sang một tiểu bang khác rất là xa, chỉ gặp một người làm việc trong thao thóc. Anh đã nói với chúng tôi rằng con phải tốn nhiều mấy trăm đồng để đi gặp một người, mà thật sự tại vì con rất là thích kiểu người, rất thích nghe âm thanh người đó. Thì thời đó, thưa quý vị, người ta không có khả năng mà nói chuyện bằng FaceTime, bằng hình ảnh nhiều, và đôi khi qua cả âm thanh, cái chất của nó cũng có một cái sự cuốn hút và khiến người ta nghĩ người ta cũng muốn để gặp cái người mà có cái âm thanh hay như vậy. Khi mà chúng ta nói về về mũi thì nhiều người lại nghĩ là cái chuyện đó nó nhẹ thôi, nó không có chuyện gì, nhưng mà chính cái nhu cầu của mũi lớn lắm. Ví dụ chúng ta nói cái kỹ nghệ của nước hoa, ví dụ chúng ta nói về cái mùi thơm, mình ở trong một cái căn phòng nào đó mà có cái mùi thoang thoảng nghe nhẹ một mùi thơm mình cũng thấy dễ chịu, và có những cái mùi mà làm cho chúng ta khó chịu. Rồi vị, nói đến lưỡi thì dĩ nhiên là cả một cái nền ẩm thực của nhân loại, không biết bao nhiêu là giấy mực, không biết bao nhiêu là tiền bạc, để có người làm sao để có cái mà vừa với vị giác của mình, vừa với lưỡi của mình. Chúng ta gọi chữ ngon thôi, chừng có chữ ngon là dù là rượu ngon, là thức ăn ngon, trăm muôn ngàn thứ. Và dĩ nhiên là ăn đó là một cái thói quen, và thói quen lớn. Bình thường thì không có chuyện gì, và xin hỏi quý vị có còn nghe được không? Dạ quý vị, dạ. Thì thưa quý vị, chúng ta nói về thân, nói tới xúc giác, và xúc giác thì ngay cả như là trăng êm đềm ấm, cái ghế ngồi, hay là những cái thú vui về dục dục, hay là nhiều thứ mà liên quan đến xúc giác của chúng ta, nó trở thành một cái chi phối rất là lớn trong đời sống. Và phải chỉ có nhưng mà ý chúng ta nó cũng có cái nhu cầu được. Chúng tôi lấy một ví dụ là có một số người thích triết lý, thích làm thơ, thích mơ mộng. Thích hồi tưởng quá khứ, ý á, đôi khi bị xem nhẹ. Nhưng mà nó là một sự thu gom của toàn bộ thế giới này. Chúng tôi lấy một ví dụ là cái thời khắc á, mà chúng ta nhìn ngắm bông hoa ở công viên không bao nhiêu hết, nhưng mà khi trở về để mà nhớ nghĩ, để mà nhai lại, để mà trạng lại, thì thưa quý vị, cái đó nó mới là cái lớn. Vì rồi chúng tôi và một số quý Phật tử đi lên Yellowstone, có nhìn thấy một số những cái hình ảnh đẹp của thiên nhiên, như là thác nước, như là những con bò tót ở trong rừng núi, những cái đường đèo rất là ngoạn mục. Nhưng mà cái khoảnh khắc mà những cái cảnh đó nó đi vào trong mắt, nó đập vào trong mắt mình, cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi, có khi chợt một thoáng qua thôi. Nhưng mà chính những cái ấn tượng
những gì mà đem vào trong tâm tư của mình, sau đó nó trở về, ta để lại một cảm giác mình đã có mặt nơi đó, nơi đó đẹp quá. Cái ý tưởng mà nhai đi nhai lại, trạng đi trạng lại, cái ý tưởng nó mới nung nấu ở trong lòng chúng ta nhiều. Bởi vì khi mà mình học về Phật Pháp đó, sáu cảnh là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, thì cái tiếp xúc trực tiếp của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đối với sắc, thinh, khí, vị, xúc đó, thời gian rất là ngắn ngủi. Nhưng mà khi năm cảnh này đó, nó đã đi qua rồi, nó tạo thành những ấn tượng trạng lại, thì nó gọi là cảnh ngũ quá khứ. Cảnh ngũ quý thường sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp của quá khứ. Thì năm cảnh quá khứ đó, nó trở thành pháp. Và cái cảnh pháp đó là cái gì? Làm cho chúng ta say đắm, miên man, hồi suy nghĩ lên rất là nhiều. Vì vậy chúng ta không phải chỉ có cảm nhận sắc, kinh, khí, vị, xúc, pháp bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà chúng còn cảm nhận bằng ý thức. Cái ý thức là cái gì? Nhai lại, trạng lại và xử lý hóa, thẩm thấu. Một cái người có cái nhu cầu để mơ mộng, người có cái nhu cầu để làm thơ, người có nhu cầu để triết lý, một người có cái nhu cầu để mà vẽ rồng vẽ rắn, để mà sáng tạo, thì tất cả đó là cái thế giới của tư duy, cái thế giới của ý. Và thế giới đó nó mênh mông, nó rộng lớn. Và chúng ta đừng nghĩ, đừng đánh giá thấp rằng cái thế giới đó nó không có chi phối mình. Có nhiều người, thưa quý vị, họ không quan tâm đến ngoại cảnh nhiều, nhưng mà họ rất là quan tâm đến cái cảm xúc trong lòng. Cảm xúc đó dựa là thi hứng, tức là cái nguồn cảm hứng để làm thơ. Cảm xúc dân trào của một cái sự sáng tạo, nhu cầu gọi là tưởng tượng, imagination. Những thứ đó nó rất là lớn. Vì vậy, với một người tu tập thì ở các căn, đây là tai, đây là mũi, đây là lưỡi, đây là thân vị, và cũng hiểu rằng đó là những cái cửa ngõ, đó là những cái nơi mà phải phòng ngừa, đó là nơi mà phiền não sanh khởi, đó là những vết thương mà nếu không được băng bó sẽ bị nhiễm trùng, đó là nơi mà ma quân có thể xâm lấn, có thể chi phối, xâm lấn, có thể chi phối bất cứ lúc nào. Hiểu cái này nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu về con người mình rất là lớn. Đôi khi người đó xúc phạm mình, cái người đó thế này, người đó thế kia, thì mình dạ xin lỗi quý vị có thì thứ gì giờ đến một nào đó
thì thay vì phản ứng đối với cái đẹp, cái xấu, cái vui, cái buồn, nhân ngã, bị thử, giải thích thế này thế kia, thì chúng ta không có chú ý nhiều về chuyện đó, mà chúng ta chỉ đơn thuần là thấy biết là thấy, nghe là nghe, ngửi biết là ngửi, và chúng ta hiểu rằng những cảnh đó đó nó đến trong khoảnh khắc, rồi nó lại ra đi, nó sanh rồi nó diệt, nó không có chuyện gì để mình làm lớn chuyện về chuyện đó. Chúng ta sẽ nhận thấy rằng cái phản ứng bình thường của mình đó là thường chuyện bé xé to, nhưng mà ở trong một ngày đó, không biết bao nhiêu là những cái cảnh hiện đến, và mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta nó hoạt động liên tục, mà chúng ta chỉ thấy rằng tất cả là một dòng sinh diệt, là năng duyên sở duyên, và cảnh và tâm, các giác quan gặp nhau, nó tạo ra muôn ngàn thứ. Và những thứ đó, nó không có phải là cái chuyện lớn để mà chúng ta giận hờn, để chúng ta bực bội, để chúng ta thế này thế kia, mà tất cả đơn thuần là cảnh hiện ra, tiếp xúc với các căn và tạo ra các cảm thọ, tạo ra sự dính mắc, tạo ra sự bực bội, chấp thủ, vân vân. Những điều đó, chúng ta thấy nó là một cái phản ứng di chuyển. Thì với một người tu tập theo Phật Pháp đó, cái khả năng để mà quán chiếu các cái hoạt động của mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, không phải chỉ đơn thuần là một thứ lý thuyết, mà nó là một cái kỹ thuật hay là một cái phương thức để bắt nhịp kịp với đời sống của mình. Chứ thường nó bắt nhịp kịp là nhiều khi, thưa quý vị, chúng ta không có cái khả năng để nhận ra, để hiểu rõ về cuộc sống, mà mình cứ thấy là cuộc sống nó là một cái gì rối bời, như là một người mà không có giỏi về thương mại, khi mà bước ra làm chủ một cái cơ sở thương mại thì là cảm thấy bị rối ren, bị lúng túng, không có bao nhiêu chuyện phải lo, nào là khách hàng, nào là giấy tờ, nào là phải lo mặt hàng, rồi lo bị luật lệ thế này kia. Nhưng mà khi mà mình đã quen thuộc rồi đó, thì ở công việc nào giải quyết theo việc đó, nó một cái là điều hành một công ty, một hệ thống, nó có những cái phần hành như vậy, nó có chuyện gì để mình rối rắm hết. Thì tương tự như vậy, khi mà mình tu tập, và nếu chúng ta có được một cái hiểu biết rõ về các căn, đây là con mắt, đây là sắc, đây là nhận thức, đây là lỗ tai, đây là âm thanh, đây là tiếng, và chúng ta cũng hiểu được là cảnh á, nó hiện đến, nó chi phối cái tâm và phiền não sanh khởi, và chúng ta thấy được cái sanh và cái diệt, cái sanh cái diệt ở đây nó quan trọng. Ví dụ như là âm thanh nó hiện lên, rồi bây giờ âm thanh nó không còn nữa, rồi mình thấy rằng cái ý thức mình khởi lên, mình liên tưởng, mình suy nghĩ, và mình thấy rằng không cần phải suy nghĩ. Công việc của chúng ta là lúc nào cũng có cảnh hiện ra, và lúc nào chúng ta cũng có phản ứng, và do vậy chúng ta thấy rằng đây là âm thanh hiện ra, âm thanh biến mất, có sanh có diệt, và bây giờ chúng ta trở lại với hơi thở, chúng ta trở lại với một niệm. Lâu ngày như vậy nó tạo chúng ta cái khả năng là chỉ ghi nhận chứ không có phản ứng. Cái thái độ ghi nhận không phản ứng, như là Đức Phật dạy cho Tôn giả Bahiya, là khi thấy chỉ biết là thấy, nghe chỉ biết là nghe, không có chấp thủ ở trong đó là đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Nó chỉ nằm ở trong gan tất thôi. Nhưng mà chúng ta hay bị cái chuyện là tự nhiên cảm thấy là tôi thấy, tôi nghe, tôi vui, tôi buồn. Cái tôi đó gắn vào trong đó, nó làm chúng take it too personal, tức là chúng ta lại có cái ngã chấp vào trong đó. Và ngã chấp đối với pháp đó, nó được chúng ta giải quyết bằng cách rất là rõ. Nếu chúng ta thấy được cái sanh và cái diệt, nó tự nó sanh, mình không mời nó đến, nó diệt, mình muốn nghiên cứu nó lại thì nó cũng ra đi. Và cái sanh diệt như vậy nó đắp trong cuộc sống, nó giống như là mình
chạy xe trên đường bao nhiêu là cảnh đẹp hiện ra, và khi nó hiện ra rồi nó biến mất. Trong cái hiện ra biến mất đó, nó chợt đến chợt đi, chợt đến chợt đi mà chúng ta không thể nào nói rằng đó là của ta. Không có lý do gì mà chúng ta nói rằng núi đó là của tôi, hoa đó là của tôi, dòng suối đó là của tôi. Tất cả mọi thứ nó chỉ là một cuốn phim được chiếu qua, và nó là cuốn phim rất thật. Nhưng mà khi nó, cái quan trọng là thấy được cái hiện ra và cái biến mất, mà trong đạo Phật gọi là sanh diệt. Thì càng hướng tâm bằng chánh niệm vào trong cuộc sống, càng có khả năng để quan sát những cái giác quan của mình, và càng để ý đến những cái hoạt động của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì lâu ngày ngày, một hành giả sẽ thấy rằng cuộc sống là một dòng chảy liên tục, dòng chảy không ngừng nghỉ, dòng chảy đó tiếp nối của những sanh diệt. Sanh diệt ở đây đó là bao nhiêu thứ của căn cảnh và thức, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, những thứ nó đắp đổi liên tục với nhau, nó tạo nên cuộc sống. Và từ cái nhìn thấy sự đắp đổi kết nối của những cái sanh diệt đó, thì dần dà chúng ta sẽ giảm đi cái ảo giác cố chấp rằng đây là của ta, đây là tự ngã của ta. Bởi vì sao vậy? Nó đến nó đi, nó sanh nó diệt, có gì để mà hãnh diện, có gì để mà vỗ ngực xưng tên, có gì đó để mà chấp thụ là ta là của ta. Và cái đặc biệt thì thưa quý vị, nó khiến cho chúng ta bớt chấp thụ, bớt phiền não, và đằng sau đó là bớt đau khổ. Ngài Acharya đó, ngài có nhắc một câu đó là một cái mục đích của người tu tập không phải là để lên thiên đàng, mà mục đích của người tu tập là để chấm dứt khổ. Chúng ta có thể thích thiên đàng, nhưng mà chúng ta không hiểu rõ thế nào là chấm dứt đau khổ. Nhưng một ngày nào đó, khi mà chúng ta thường quan sát về sáu cảnh đó, thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng chúng ta thường có cái chấp thủ sai lầm. Đây là ngã, đây là ngã sở, đây rồi đem vào mạng tùy biên. Tức là đây ta là của ta, là tự ngã của ta. Và chính cái chấp, ba cái chấp đó, gọi là ngã, ngã sở và mạng tùy biên, nó làm cho chúng ta khổ. Và như vậy sự tu tập nhìn thấy, càng nhìn thấy điều đó thì chúng ta càng cảm thấy bớt khổ. Buổi sáng mình thức dậy, trên lúc mình đi ngủ, không biết bao nhiêu là những cái cảnh nó đến, nó hiện ra, chợt đến chợt đi. Mà chúng ta thực sự mình nhìn điều đó mình say mê, giống như là mình say mê một cuốn phim. Ở trên cuốn phim mà mình thấy đó là hình ảnh của những con người nam thanh nữ tú đẹp đẽ như vậy, có cái cung cách như vậy, có cái đường nét như vậy. Nhưng mà thật ra một cuốn phim mà mình thấy đó, nó là một sự chiếu nhanh của những tấm ảnh chụp lại. Bao nhiêu ở trong cái đó nó không có người, nó không có người thật, nó chỉ là một cuốn phim thôi. Và có dịp nào chúng ta cầm cuốn phim đó thì tất cả những hình ảnh về màu sắc, sự cử động vân vân, thật ra nó chỉ là một cái sự hiện khởi nhiều của một cuốn phim. Và ở đó mình thấy được cái đặc tính vô ngã của cuộc sống. Cuộc sống nó vốn là như vậy. Cái dòng chảy của vô thường, đó là cái gì? Có sanh có diệt là vô thường. Và trong cái sanh cái diệt đó, nó vô thường, nó làm cho chúng ta mãn nguyện, nó làm cho chúng ta gọi nguyện một cách hoàn toàn, đó là khổ não. Và trong cái vô thường khổ não đó, thì Đức Phật đã dạy rằng không thể gọi đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Cái đó gọi là vô ngã. Thì thứ gì hôm nay chúng tôi quán chuyển với Thượng Tọa Tuệ Siêu, đó là ngày giảng chúng tôi ngày mai. Hôm nay chúng tôi Thượng Tọa Tuệ Siêu mới vừa đi giảng về cũng mệt đó. Do đó chúng tôi trình bày đề tài sáu xứ. Bây giờ thì để thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu, không biết Thượng Tọa còn ở trước máy và có không. Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu khỏe thì xin Thượng Tọa hoan hỷ nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận. Và Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa có còn ở trước máy không?
Dạ, hình như thượng tọa Tuệ Siêu không có ở trước máy. Đại đức Pháp Tính ơi, Pháp Tính có thể giúp và nói vài câu trong lúc soạn các câu thảo luận không? Không biết đại đức Pháp Tính có nghe được không? À, có gì qua khỉ chờ chúng tôi một chút nha. Không thấy đại đức Pháp Tính vẫn cũng... Ô, dạ, thấy có thượng tọa Tuệ Siêu đưa tay rồi. Tốt quá, hy vọng thượng tọa có thể cầm biết được. Quý vị biết mấy hôm nay chúng ta gặp vấn đề về Paul Talk. Dạ, dạ, kính trình thượng tọa Tuệ Siêu. Dạ. Lời thượng tọa Linh Đẳng trong thời gian chờ thượng tọa như là có thượng tọa Tuệ Siêu chia sẻ cho quý vị một điều đức Phật này rất là thực tế. Khi mà ngài trình bày những cái pháp tu, ngài chỉ nói những gì có ở trong, có thực tại. Và là chỉ nhân sinh ra cái pháp đó. Cũng như khi mà muốn diệt được phiền não, thì phải nhìn ngay tim. Cái gì mà nó tạo ra từ họ, tham sân si nó sinh khởi sẽ ở đâu, nó sinh cái gì vào mắt tai mũi lưỡi thân ý, thấy nghe ngửi nếm được gì, nên người tu tập chúng ta không biết rõ mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nó cảnh như thế nào, nó làm duyên cho nó sanh như thế nào. Như vậy xem như là chúng ta chưa quá, chưa có thể tu tập được. Tất nhiên chúng ta nên hiểu rằng là theo ví dụ pháp
sáu nội xứ, không tiếp xúc với sáu ngoại xứ. Nó phát hiện sáu thức. Nếu trong được cảnh đã sanh thức như vậy đi, thì cũng chưa phải là vấn đề để chúng ta đoạn trừ, chưa phải là vấn đề nguy hiểm, mà chính do cái sự tác ý của tâm động lực thì thấy nghe ngửi đến mình và suy nghĩ. Nếu như không có thu tập của cái chánh niệm để cho động lực tham sân si nó sanh khởi, thì nó sẽ đưa đến nhiều cái pháp tệ khác. Cho nên chúng ta biết rõ để mà chúng ta đi cũng như trong căn nhà có sáu cửa, khi mà chúng ta mới đến, chúng ta muốn đến ở trong căn nhà đó, chúng ta phải biết rõ cửa trước, cửa sau, cửa hông, cửa ra, cửa xuống, chúng ta phải biết rõ như vậy, chúng ta mới có thể ngăn chặn được, đóng bít lại để ngăn ngừa cái sự đột ngột của cái trọng. Ở đây khi mà mắt thấy cảnh sắc, tay tiếng mũi mùi, nhớ thì thân xúc chạm ý suy nghĩ, nếu gặp cảnh tốt làm nó sinh khởi, nếu gặp cảnh xấu không vừa lòng tâm sân nó sinh khởi. Nếu mình gặp cảnh không tốt không xấu cứ bình thường thôi, nhiều khi tâm si và nghi si không giờ nó sinh khởi. Cho nên khi thấy, chỉ biết là thấy thôi. Khi nghe, chỉ biết là nghe thôi. Khi ngửi, chỉ biết là ngửi, ngửi thôi. Khi đếm, chỉ biết là đếm thôi. Khi xúc tệm, chỉ biết là xúc tệm. Khi suy nghĩ, chỉ biết là suy nghĩ. Chúng ta đề cầm những cái hình ảo mà chúng ta phát sinh lên, chỉ chừng đó tu tập chúng ta cũng đủ để làm cho cái tâm nó mạnh. Có cái kinh Đức Phật này dạy rằng ai sống quán bất tịnh kéo phùng hộ ác căn, ăn uống biết tiết độ,
đức kinh thiên cần, mà không hiếp kể gió thổi núi đá. Nhiều người khi một người nào phải lên làm cho họ yêu đứng, họ sợ, họ nhận thức được sự đó, họ không biết chi được khi nào nó phát sinh từ đâu. Hãy gặp sự khổ trong đời sống thì họ giải quyết bằng cách là họ giống như chữ lửa. Trong rượu chè cờ bạc địa tây và có người họ tin vào cái đời sống tâm linh, họ đặt cái phiền não khởi lên đi bất trợ lên như vậy, họ liền đi tìm đến những vị có khả năng bùa chú để họ trấn áp những cái phiền não đó của mình. Ở đây chúng ta thấy rằng làm như vậy chúng ta chỉ cần chấp thêm cái phiền não chứ chúng ta không có nó sạch được rồi. Cho nên chúng ta phải biến chi được chín năm cửa, sáu cái cửa ngõ, cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, cửa thân, cửa ý, sáu cái cửa ngõ đó. Cảnh nó hiện vào thì tâm nó sinh khởi, và tâm nó sinh khởi đó chúng ta được chi phối bởi tham sân si, chúng ta mới phát sinh lên cái sự khổ đau. Chi phối là lúc bây giờ có một vị du sĩ tên gọi là Đà Rước Trời Già Bài Giang. Vì đó chỉ mặc y phục được một bền lại bằng cái gói ấy, khi mà được dân chứng họ tín ngưỡng, họ xin ngưỡng, họ tôn sự gì đó như Phật A La Hán, chúng ta cũng nghĩ rằng đây là một A-la-hán. Một vị chư thiên quyến thuộc đã hiện ra báo cho chúng ta biết chúng ta chưa phải là một A-la-hán. Chỉ có Đức Phật sự kiện ở đời Ngài mới biết Ngài là vị A-la-hán, biết rõ pháp thực hành đưa đến vị A-la-hán. Thế là ông Bài Giác đi tìm Đức Phật, gặp được Đức Phật đang trên đường đi cấp thực tâm thần. Sau khi tâm thần nói Đức Phật, Đức Phật nhận thấy rằng người có duyên lành gì giải thoát, cho nên Ngài dừng chân lại và Ngài thuyết về Pháp nhắn. Khi thấy thì Đức Phật thấy, nghe thì biết là nghe, khi cảm nhận thì biết là cảm nhận, khi suy nghĩ thì biết là suy nghĩ. Không có cái ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta được, ta suy nghĩ, chỉ là
hiệu vào tức khởi lên. Vì thế, khi mà siêu quán như vị sẽ từ mở mà chấp và dám nghe đại khái pháp môn đó, ông ta liền đã lễ Đức Phật và ngồi lại ở những gốc cây bên vỉa đường chìm niệm lời dẫn. Ông ta đã chứng quả là hả, sự tu tập là như vậy. Rồi bây giờ thì đã thấy có câu các niệm sinh lộ của Thượng Thế Giới Đảng như xa sâu thì cũng thì đã điều hợp cho hôm nay năm mươi tháng. Sa thú kính trình thưa tổ chức sư. Bây giờ chúng ta có câu trắc tiên, câu trắc nghiệm số 1 và tổ chức sư qua kỳ bán câu trắc nghiệm này. Mời quý Phật tử trả lời câu nào sau đây chính xác khi đề cập về 6 căn. A là thu thúc lục căn là một ở trong tứ thanh tịnh giới. B là 6 căn là một trong thập nhị duyên khởi. C là những thể tại như là 12 xứ 18 giới là cơ sở quan trọng để giải thích giáo lý vô ngã và là điểm nổi bật của truyền thống phân tích theo A Tỳ Đàm. D, cả ba câu trình đều đúng. Mời quý vị trả lời và kính thỉnh thưa tổ thầy siêu hoan hỷ cho đáp án. Kính bạch thưa thầy, kính thưa quý Phật tử, khi đi cả bến sáu sáu trăm trong cái lý như trong thực tạng vẫn có đề cập đấy, có vấn đề thủ tức thực tạng gọi là anh đi lạc sang vào bác sĩ giới thủ tức thực tạng. Và có rất nhiều cái đoạn kinh mà Đức Phật này dạy về cái vấn đề thủ tức thực tạng. Cho nên cái câu này, vấn đề này là chính xác khi đề cập đến sáu căn. Và nữa, trong thập nhị nhân duyên, nói đến lục nhập trong đó không xài chữ anh giá mà xài chữ ai ra tánh nát cũng chỉ cho anh gì sẵn anh gì giá thì chất duyên danh sắc duyên chất duyên lực nhập nhập duyên xúc lục nhập ở đây chính là sáu căn, nó là một cái mắt, nó là một xếp thập nhị duyên khởi. Câu này cũng
chính xác thì đề cập đến sáu căn có trong kinh điển. Khi nói đến trời 12 xứ thì có 6 hạnh nội xứ, 8 giới, 6 căn sơ cảnh sơ thức. 6 căn đó cũng thuộc về mắt tai mũi lưỡi thân ý. Cho nên ở đây cả 3 câu đúng. Đáp án chúng tôi là câu B. Xin cảm ơn thầy cô đã trả lời như thầy. Dạ vâng, kính thỉnh thì tọa tiểu sư đi nghỉ. Dạ, phần còn lại thì chư tăng ở trung trung sẽ phụ trách. Dạ, kính thỉnh thì tọa đi nghỉ. Thưa quý vị, chúng mấy chục năm rồi quen đánh tiếng Việt với cái cách của BNI. Vì sau này chư tự lại muốn đổi sang Telex, tức là cái kiểu đánh tiếng Việt mà chúng ta có, là tiêu chuẩn của Windows cũng như là của Apple bây giờ đó. Thí dụ như là hồi xưa chúng ta đánh bằng mấy con số 1, 2, 3, 4, 5, 6 chẳng hạn, như là dấu sắc thì S, dấu quyền đánh chữ S chẳng hạn. Chúng tôi đang chuyển sang thật ra đánh hơi chậm một chút. Bởi vì quá kỹ, cái phần nào mà chúng tôi đánh không kịp đó, thì xin nhờ các vị MC quan hệ bỏ dấu giùm cho, đánh dấu giùm. Bây giờ thì thỉnh thưa tòa pháp đăng hoan hỷ cho đáp án của hai không biết thưa tòa pháp đăng ở cuối thưa tử trả lời. Do cô cắt thì tôi học đăng quan đối với